Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình lại có một bộ kích điện để hướng dẫn cho mọi người làm nhé. Thì cái này rất là ít linh kiện các bạn ạ. Có 4 con D718 và 1 con típ 41 này. Và linh kiện điện trở thì có 4 con 330 ohm 2 con này, 1K 2 con. Đó. Đây, thì cái công đoạn này thì mình sẽ có nghĩa là mình sẽ test cho mọi người xem nhé. Đây là cái bình 5 mb. Đầu video thì anh em đến bây giờ thì có thể like cho mình một nút rồi, và rảnh tay thì ấn cho mình nút đăng ký kênh các bạn nhé. Đó. Mình chia sẻ kiến thức lên đây là chia sẻ miễn phí cho anh em xem, thì hãy cho mình một nút đăng ký kênh và like để mình có nhiều cái động lực. Đây mình sẽ đo điện áp trực tiếp ở cái biến áp này ra cho anh em xem nhé. Chờ mình lát để mình chuyển sang thang AC. Đây. Đó thì trên đồng hồ hiển thị là 214V. Đây mình sẽ đo cận cảnh cho các bạn xem các bạn nhé. Đó thì cái biến áp này đi theo khá là nhiều video rồi. Chắc mai kia mình sẽ làm thêm một cái video về hướng dẫn làm biến áp này nữa. Đó. Vì thấy rất là nhiều người hỏi. Đây 214V các bạn nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm này và đấu nối mạch cho các bạn xem. Thì mình cũng có cung cấp sơ đồ, nhưng mà các bạn có thể các bạn xem ấy thì các bạn không được tua các bạn nhé. Đó. Thì các bạn tua đi thì sẽ không thể thấy cái sơ đồ của mình, bởi vì mình để nó chỉ có khoảng độ 1 giây, anh em ấn tua cái là qua ngay. Vì mình sẽ để bất kỳ trong video, thậm chí có những lúc mình để ngay đầu tiên hoặc là để ngay dưới cuối cùng các bạn nhé. Dâm ra là các bạn phải xem lần lượt. Còn các bạn tua thì mình nghĩ là 100% là sẽ rất là khó thấy. Và đây là 4 con D718. Thì các bạn nếu mà có hai miếng nhôm thì sẽ không cần miếng cách lưng các bạn nhé. Đó, thì còn cái mà miếng cách lưng này này thì mình bắt ở chung một tấm nhôm ấy thì chắc chắn là phải có. Có nghĩa là cái lưng của nó ăn vào chân C, cái chân giữa ấy, chân số 2. Thì hai bên vế hai bên chúng ta phải tách nó ra. Đấy thì chúng ta chỉ cần tách vế một bên thôi, còn vế còn lại thì không cần miếng răng cách nhiệt nữa đâu. Không cần cách lưng. Hai con này thì chúng ta đấu chung mà cũng được. Nếu mà hai miếng nhôm rời ra nhá thì bắt ra hai vế hai bên thì anh em sẽ không cần đến cái miếng lưng cách điện kia. Đó, thì mình sẽ siết ốc đã cứng rồi. Đây. Đó, anh em thấy chưa? Và bây giờ mình sẽ tiến hành hàn cái chân số 3 hoặc là chân E các bạn nhé. Đó, thì cái chân này thì chính là cái chân mình cấp điện áp âm. Âm 12V VDC các bạn nhé. Đây anh em sẽ bẻ ra như này. Thì tất cả những cái video này mình đã chia sẻ lên kênh nước ngoài, và bây giờ mình sẽ chia sẻ sang kênh Việt cho anh em xem các bạn nhé. Anh em nào làm theo và không hiểu chỗ nào thì có thể bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc cho tất cả anh em. Đây. Đó, thì chân E 4 con có nghĩa là hai vế hai bên là chúng ta sẽ nối tất cả các cái chân E lại với nhau để chúng ta cấp điện áp âm. Đó. Thì bây giờ thì các bạn rảnh tay các bạn cho mình một nút đăng ký kênh bạn nhé. Chỉ mất 2 giây để ấn thôi. Mà cái đó thì là free rồi, miễn phí. Và mình chia sẻ miễn phí thì anh em ủng hộ mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Để nhiều nhiều cái động lực mà mình làm ra những cái video hướng dẫn bổ ích như thế này cho anh em. Thậm chí là nhiều khi mình thấy anh em xem mấy chục ngàn người mà like được có mấy ngàn à. Đó, tất cả chân này chúng ta sẽ đấu lại chung lại với nhau các bạn nhé. Và đây là cái chân số 2, có nghĩa là chân C. Thì hai cái chân C này chúng ta sẽ nối lại với nhau, bởi vì chân C này ấy, thì nó là vế của bên này. Còn vế bên kia thì chúng ta sẽ nối trụm vào vế bên kia. Thậm chí anh em có thể sử dụng một con D71, hai con, không cần con típ 41 nhé. Sử dụng chính con D718 này kích luôn cũng được các bạn nhé. Đó. Chúng ta thay thế cho con típ 41 kia đều được,
không cần phải kiếm tí 41 làm gì cả, sử dụng chính D718 kích càng khỏe các bạn ạ. Đây chân C các bạn nhé, C vế bên này thì chúng ta nối chung lại với nhau. Thì mình hàn trên này này thì nhiều khi là anh em nhìn không quen, anh em nào mới vọc vạch vào nghề thì sẽ không quen, thì anh em có thể theo dõi từ đầu đến cuối, không tua các bạn nhé, mình nhấn mạnh là không tua. Anh em không tua thì mới có thể nhìn thấy cái mạch sơ đồ của mình chia sẻ cho anh em các bạn nhé. Còn anh em tua thì sẽ rất là khó để nhìn thấy cái sơ đồ của mình đó. Bởi vì cái này ấy, sơ đồ mình để rất là ngắn các bạn, làm ra là các bạn phải từ từ và xem và bình tĩnh đó, thì nó mới hiểu. Khi chúng ta đã hiểu mạch điện rồi thì chúng ta xem sơ đồ làm thì nó rất là dễ. Đây chân C của con T41 cũng sẽ nối vào cái chân C của con D718 này các bạn nhé. Thì tất cả các cái, có nghĩa là tất cả các cái ký hiệu là mình đều đánh dấu trên video, các bạn xem là các bạn lần lượt là các bạn cũng có thể làm theo được luôn các bạn nhé. Đó, đâm ra là mình làm video này edit rất là cực luôn. Đó, thậm chí ngồi edit một cái video này thì mất khoảng độ vài tiếng đồng hồ để mình đánh dấu, rồi là các cái ký hiệu trên những cái lúc mình hàn chân này chân kia các bạn ạ. Nó vất vả lắm các bạn ơi. Thật ra là các bạn hãy ủng hộ mình cực nhiều và đăng ký mạnh vào các bạn nhé. Anh em nhớ ấn đăng ký một lần và like một lần nữa nhé, đừng ấn nhiều lần. Ấn nhiều lần thì cũng bằng không à. Ví dụ chẳng may anh em ấn 4 lần thì chả được cái gì cả. Ôi nói đùa vậy thôi chứ lại tập trung vào tiếp mạch điện các bạn nhỉ. Thì con điện trở 1K được nối từ chân B của con tip 41 sang chân C của vế bên kia, đây sang chân C của vế bên này. Đó là chân chân C của D718 cũng như là chân C đó. Mình có để ký hiệu luôn. Con B bên chân B bên tip 41 bên này chúng ta sẽ hàn sang chân C của con bên kia thông qua một con điện trở 1K các bạn nhé. Đó, các bạn, lát các bạn cứ xem này này, xong rồi tí các bạn thấy được cái sơ đồ mình để ấy, là các bạn sẽ hiểu. Con điện trở 320 ohm, thì cái điện trở này 1/4W đều được anh em nhé, không cần phải điện trở 1W hoặc là 1.2W 2W đâu. Đó, anh em chỉ cần như vậy là được rồi. Đó. Cái con này nhỏ nhỏ này thì mình không có, thì mình lấy cái loại nhỏ này cũng được anh em nhé. Đó, anh em xem rồi đến đoạn này thì chắc chắn là ok rồi đấy. Bởi vì sao các bạn biết mình phải để bất chợt như này không? Bởi vì phải dành công bằng cho đối với những cái người nào mà theo dõi video của mình từ đầu đến cuối các bạn nhé. Đó, không là các bạn tua tua nhìn thấy mình để lâu quá các bạn sẽ thấy. Các bạn nào thực sự thích xem video thì sẽ thấy cái sơ đồ. Thế thôi, mình chả có mục đích gì đâu. Rồi đây là chân C này, chúng ta sẽ hàn nối lại hết với nhau các bạn nhé. Đó, đây là chân âm này, hàn vào chân E các bạn ạ. Đến giây phút này thì các bạn hãy cho mình một nút đăng ký kênh đi, nếu còn bạn nào chưa đăng ký. Và nhấn cho mình một nút like để mình có thật nhiều cái động lực. Đó, thì cái đoạn này là đoạn test tiếp tục, là cái đoạn đầu đấy, đoạn giới thiệu đấy các bạn. Mình test khá là nhiều bóng, chỗ này ngon nghe cũng gần 1000W các bạn, 700-800W đấy, chắc phải đến tầm đó. Mấy cái bóng tip kia nó ăn khá là nặng điện đấy, không phải là nhẹ như cái bóng tròn tròn, bóng LED kia đâu. Thì mình tí sơ sơ nó cũng phải rơi vào khoảng 500-600W rồi. Rồi, đây thì mình sẽ đặt xuống các bạn nhé. Đó. Và chân dương mình sẽ kết nối với dương. Rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đo điện áp. Điện áp của nó là 214V. Như ban đầu mình đã đo cho các bạn xem đấy. Và mình đo xong thì mình sẽ cắm tất cả các cái dàn bóng điện này cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Kéo được tất luôn.
Đó, anh em thắp sáng với cái loại này rồi xem tivi, chạy modem wifi các kiểu ok. Nhưng mà chạy thiết bị tải cảm như là motor các thứ thì anh em phải lên khoảng độ 8 con D718 các bạn nhé. Chân kích thì chúng ta sử dụng tiếp 41 hoặc là D718 kích luôn, D718 kích thì càng ok. Bình của mình còn có 11V 9 các bạn, chưa được 12V. Đây, chỗ này là vào 370W này. Nó với lại dàn bóng bên này nữa thì cũng dao động khoảng độ tầm 500W. Chắc tầm 500W các bạn. Mấy cái bóng tiếp kia cũng nặng phết đấy. Rồi, hẹn mọi người video tiếp theo nhé. Các bạn nhớ cho mình một nút đăng ký kênh và like share, để sắp tới mình ra những cái video cực kỳ là hữu ích và cách làm biến áp nữa. Rồi, thì coi như là mình đã kết thúc rồi các bạn nhé. Đây là quê hương của mình, Sơn La yêu dấu. Đó, toàn đồi núi thôi các bạn ạ.